Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Xét nghiệm ADN Novagen và tôi là tiến sĩ Đặng Trần Hoàng. Trong video trước thì tôi đã đề cập đến những cái khái niệm cơ bản về hậu Covid là gì và những cái triệu chứng cơ bản liên quan đến hậu Covid-19 ở cả người lớn và trẻ nhỏ. Và trong đó có một cái thuật ngữ là hội chứng MIS-C hay còn gọi là hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em. Thì mặc dù theo cái thông tin của cơ quan quản lý bệnh tật Hoa Kỳ CDC thì cho thấy rằng là cái tỷ lệ mà trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ MIS-C này chiếm tỷ lệ rất là nhỏ trong các trường hợp F0 tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đó cũng là một cái hiện tượng mà các bác sĩ cũng như là chuyên gia y tế vẫn phải quan sát. Và tại Việt Nam trong thời gian vừa qua thì do cái sự gia tăng của biến chủng Omicron mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái tỷ lệ F0 là đối tượng trẻ em cũng có xu hướng gia tăng. Và do vậy, mặc dù là các chuyên gia y tế cũng đã cho thấy rằng là ở trẻ em thì có cái khả năng hồi phục tốt hơn khi bị nhiễm virus SARS-CoV-2 so với người lớn. Và do đó, những cái triệu chứng, những cái ảnh hưởng của trẻ em sau khi mà điều trị F0 khỏi bệnh thì cũng đa phần là có sự hồi phục tốt hơn. Thế tuy nhiên thì dựa trên những cái thông tin của CDC Hoa Kỳ thì chúng ta vẫn cần phải biết thêm những cái triệu chứng liên quan ở những cái nhóm đối tượng trẻ em F0 sau khi mà đã âm tính với virus SARS-CoV-2. Thì trong video này thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cái thông tin chi tiết hơn về cái hội chứng MIS-C hay còn gọi là hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em. Trước hết là về cái tên gọi thì như tôi đã trao đổi ở phần trên thì trong cái website của cơ quan kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ CDC Mỹ có hẳn một cái trang riêng để chỉ dành tổng hợp các thông tin liên quan đến cái hội chứng MIS-C này. Điều đó cho thấy rằng là cái sự quan tâm rất là đặc biệt của các chuyên gia y tế đối với cái hội chứng này và đặc biệt là nó lại xảy ra ở đối tượng trẻ em. Thì theo các cái tên tiếng Anh của cái hội chứng này thì như quý vị các bạn đang nhìn trên màn hình thì nó có cái ký hiệu viết tắt là MIS-C. Và cái hội chứng này thường được quan sát thấy ở những đối tượng là trẻ em mà dương tính với virus SARS-CoV-2 và được coi như là một hội chứng sau chuyển nhiễm và có thể gây viêm ở nhiều cơ quan trên cơ thể như là tim, phổi, thận, não, da, mắt và các cơ quan tiêu hóa. Do vậy mà nó khi dịch sang tiếng Việt thì nó có tên gọi là hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em. Về điều kiện xác định cái trẻ mắc cái hội chứng MIS-C này thì theo cái thông tin trên website của CDC Hoa Kỳ thì chúng ta thấy là nó có cái điều kiện của nó, bởi vì là không phải trẻ em nào dương tính với virus SARS-CoV-2 thì cũng sẽ mắc hội chứng MIS-C này, mà đa phần là nó sẽ có cái điều kiện để các bác sĩ đánh giá rằng là trẻ có hay không nguy cơ mắc cái hội chứng viêm đa hệ này. Thứ nhất là đối với trẻ, cái hội chứng viêm đa hệ MIS-C này thường phát triển từ 2 đến 4 tuần sau khi trẻ bị dương tính với virus SARS-CoV-2 hoặc là trẻ có lịch sử tiếp xúc gần với bệnh nhân F0. Thì như chúng ta biết là trong cái đợt dịch trước thì có thể là cái nguy cơ trẻ trở thành F0 nó ít hơn so với đợt dịch này, bởi vì liên quan đến những cái sự độc lực của các cái biến chủng khác nhau. Đặc biệt là đối với cái đợt dịch vừa qua tại Việt Nam thì cái biến chủng Omicron có tốc độ lây lan rất là nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với biến chủng Delta. Do vậy mà chúng ta thấy là có hiện tượng là do cái đặc điểm sinh hoạt trong cái không gian kín ở các cái khu chung cư cũng như ở các tòa nhà. Do vậy mà nếu như trong gia đình mà có một người lớn bị dương tính với virus SARS-CoV-2 thì đa phần là sau đó các trẻ em cũng đều ở trong gia đình đó thì cũng đều có hiện tượng là dương tính với virus SARS-CoV-2. Và cái đặc điểm thứ hai để nghi ngờ một trẻ nhỏ mà mắc cái hội chứng viêm đa hệ đó chính là đặc trưng bởi cái hiện tượng là sốt trong thời gian ngắn kèm theo các hiện tượng viêm ở các cơ quan khác nhau. Chính vì vậy mà nó được gọi là viêm đa hệ thống. Thì ở đây có thể là quan sát thấy ở trên các hệ tiêu hóa, tim mạch, phổi, não, mắt, thận, vân vân. Nó rất nhiều các triệu chứng điển hình. Và như quý vị các bạn đang nhìn trên hình thì đây là cái thống kê số lượng trẻ em mắc cái hội chứng viêm đa hệ trên tổng số những ca F0 tại Mỹ. Thì chúng thấy là đây trên màn hình nó hiển thị từ cái thời điểm là tháng 1 năm 2020 cho đến thời điểm hiện nay là tháng 3 năm 2022. Thì
Cái đường bôi đậm ở đây là cái đường mà thống kê đánh giá cái tỷ lệ trẻ mắc cái hội chứng MIS-C, và cái đường ngắt quãng là biểu trưng cho cái tỷ lệ K F0 tại Mỹ trên ngày theo từng ngày. Thì chúng ta thấy là trên cái cột mà các ca mắc COVID theo ngày ở đây nó có cái đơn vị là hàng trăm nghìn. Thế còn đối với các ca mà mắc hội chứng MIS-C này thì nó là cái đơn vị hàng chục, nó nhỏ hơn rất nhiều. Thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà trẻ mắc cái hội chứng MIS-C này sau khi dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Mỹ cũng cho thấy là có sự gia tăng không đồng đều. Từ bắt đầu từ giai đoạn là đầu năm 2020, khi mà các chuyên gia y tế, các bác sĩ phát hiện ra những cái trẻ đầu tiên mắc các hiện tượng này, và sau đó đến cuối năm 2020 thì gần như là cái số trẻ nó gia tăng cao hơn, tương ứng với sự gia tăng của các cái ca mắc COVID-19 tại Mỹ. Và chúng ta có thể thấy là ở đây chúng ta lấy ví dụ trên một cái hình ở đây là ví dụ như là trên ngày 27 tháng 1 năm 2021 tại Mỹ có tổng số là 161.442 ca F0, thì cái tỷ lệ trẻ mắc cái hội chứng MIS-C ở đây quan sát phát hiện được là 34 trẻ đó. Và rất may mắn là sau đó thì sau cái thời điểm tháng cuối tháng 12 năm 2020 và đầu năm 2021 cho đến nay thì tỷ lệ các trẻ mà được phát hiện mắc cái hội chứng MIS-C tại Mỹ theo ngày đang có xu hướng giảm dần, thì đó cũng là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Và theo cái thống kê của CDC Hoa Kỳ thì tỷ lệ trẻ em mà mắc cái hội chứng MIS-C này nó phân bố là đối với trẻ nam nhiều hơn là trẻ nữ. Ở đây chúng ta thấy là theo cái con số thống kê thì có 61% là bé trai bị cái hội chứng này, so với bé gái chỉ có 39%. Và nếu như đánh giá vào các cái độ tuổi thì CDC Hoa Kỳ đã cho thấy là cái nhóm độ tuổi trẻ từ 5 đến 11 tuổi là cái nhóm mà có cái tỷ lệ mắc cái hội chứng MIS-C này cao hơn cả, cao hơn nhiều so với nhóm từ 1 đến 4 hay là từ 12 đến 15, và cái nhóm từ 16 đến 20 và nhóm dưới 1 tuổi thì ít mắc hơn. Và ngoài ra thì khi đánh giá cái tỷ lệ tử vong ở trẻ mắc cái hội chứng MIS-C này thì tại thời điểm thống kê là vào tháng 1, mùng 1 tháng 3 năm 2022 thì cho thấy là trong tổng số 7.459 trẻ mắc cái hội chứng MIS-C này tại Mỹ thì có 63 trường hợp tử vong. Như vậy chúng ta thấy là cái tỷ lệ này nó cũng tương đối là ít so với cái số ca mà mắc cái hội chứng MIS-C. Và nếu như tính tổng chung cái số ca mà mắc cái hội chứng MIS-C này so với cái số ca mà trẻ F0, số ca mà dương tính với virus SARS-CoV-2, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ F0 mà mắc cái hội chứng MIS-C này nó cũng tương đối là thấp. Do vậy mà trên thực tế thì nó cũng chưa phải là cái hiện tượng hội chứng mà diễn ra phổ biến ở tất cả các trẻ em. Thì đó cái thông tin mà chúng ta cần, các phụ huynh cần ghi nhớ để chúng ta có được cái sự nhìn nhận một cách đúng đắn. Và do vậy thì liên quan đến cái hội chứng đa hệ ở trẻ em này, thì mặc dù trong mấy ngày gần đây thì chúng ta thấy là đề cập rất thường xuyên trên các phương tiện truyền thông đại chúng liên quan đến cái như là một cái nhóm hội chứng của hậu COVID-19 ở nhóm đối tượng trẻ em. Tuy nhiên thì tôi cần nhắc lại ở đây chúng ta ghi nhớ một cái thông tin là không phải trẻ em nào mắc COVID-19 cũng bị mắc cái hội chứng viêm đa hệ này. Và theo cái phân loại của CDC Hoa Kỳ thì những cái triệu chứng điển hình mà để các bác sĩ có thể chẩn đoán một đứa trẻ đang mắc COVID-19 có khả năng bị mắc cái hội chứng MIS-C này hay không, đó chính là nếu như mà trẻ có cái hiện tượng là cơn sốt đang diễn ra cộng với nhiều hơn một trong những cái triệu chứng sau đây. Thứ nhất là có thể là đau bụng do liên quan đến rối loạn tiêu hóa, rồi là đỏ mắt, đấy, đôi mắt đỏ ngầu, tiêu chảy, đấy, hiện tượng chóng mặt hoặc là choáng váng, ở đây là cái dấu hiệu của huyết áp thấp, rồi là có hiện tượng là phát ban ở da và kèm theo đó là hiện tượng nôn mửa. Thì nếu như mà trẻ có nhiều hơn một trong những cái triệu chứng này kết hợp với cái hiện tượng sốt dai dẳng thì chúng ta có thể là nghi ngờ là trẻ này có thể là mắc các cái hội chứng viêm đa hệ. Và do vậy mà khi mà gặp những triệu chứng này, nghĩa là sau khi mà dùng các cái biện pháp thuốc hạ sốt thông thường theo hướng dẫn của các cái bác sĩ nhi khoa, mà chúng ta thấy là cái hiện tượng sốt của trẻ vẫn diễn ra dai dẳng, rồi là trẻ sẽ có những cái hiện tượng như đau bụng, quấy khóc, có thể là những trẻ lớn hơn thì có thể hiện tượng là choáng váng, đau đầu, hay là hiện tượng tiêu chảy, và đặc biệt là hiện tượng là đôi mắt đỏ ngầu hay phát ban ở da,
kèm theo nôn mửa thì chúng ta cần liên hệ ngay với các bác sĩ chuyên khoa nhi hoặc là các nhân viên y tế tại địa phương để chúng ta có được sự hỗ trợ. Và chúng ta tuyệt đối là không nên tự ý đi mua các loại thuốc để chúng ta cho trẻ sử dụng mà không có sự chỉ định của bác sĩ. Như vậy thì thông qua cái video này thì chúng ta có thể thấy rằng là MISC hay còn gọi là hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em là một cái hiện tượng mà đã được quan sát trên cái thực tế ở nhóm đối tượng trẻ em là F0. Tuy nhiên, cái hội chứng MISC này không phải là hội chứng phổ biến cho toàn bộ trẻ em mà mắc dương tính với virus SARS-CoV-2. Do vậy mà hy vọng rằng là các cái bậc cha mẹ trong cái thời điểm mà tỷ lệ các ca F0 ở trẻ em đang ngày càng gia tăng thì chúng ta cũng không nên quá lo lắng về những cái triệu chứng hậu Covid này ở trẻ em. Bởi vì là tất cả những cái hội chứng như là MISC đều có những cái tiêu chí phân loại của nó. Và không phải ngẫu nhiên là chúng ta thấy những cái một vài hiện tượng đơn lẻ mà chúng ta có thể là tạo ra cái tâm lý là hoang mang. Tất nhiên là theo các cái chuyên gia các bác sĩ nhi khoa và chuyên gia y tế thì cho thấy rằng là trên thực tế trong đợt dịch vừa qua thì nhóm đối tượng trẻ em dương tính với virus SARS-CoV-2 có cái khả năng hồi phục rất là nhanh hơn nhiều so với người lớn. Và thông thường là đối với trẻ nhỏ thì có thể là bị sốt trong 2 đến 3 ngày đầu, sau đó là nếu như sử dụng hỗ trợ các cái loại thuốc như hạ sốt thì có thể là trẻ sẽ trở lại cái trạng thái hồi phục dần dần sau đó mà không có những cái triệu chứng tăng nặng. Tất nhiên là tùy thuộc vào cơ địa của từng trẻ, và đặc biệt là trong cái thời tiết của miền Bắc hiện nay là có sự giao mùa giữa mùa đông và mùa hè. Do vậy mà rồi là kèm theo những cái đặc điểm về khí hậu nóng ẩm. Do vậy mà ngoài những cái triệu chứng của COVID-19 thì rất nhiều trẻ có thể là có những cái triệu chứng của bệnh, những cái triệu chứng của viêm phổi, rồi là viêm đường hô hấp dưới và những cái triệu chứng như viêm họng khác. Do vậy mà nếu như mà ở các gia đình mà có trẻ bị F0 thì chúng ta cần phải thật sự là bình tĩnh, chúng ta quan sát, chúng ta lắng nghe những cái triệu chứng ở trẻ. Bởi vì là những cái trẻ mà từ lớn hơn một chút, từ 10 tuổi trở lên thì các bé có thể là tự kể, tự diễn đạt được những cái triệu chứng của chúng. Tuy nhiên những cái trẻ mà nhỏ thì nhiều khi là các bé không thể nào mà diễn đạt được đầy đủ những cái biểu hiện ở trong cơ thể, và có thể là chúng ta chỉ quan sát được qua bằng việc mà đo các chỉ số ví dụ như là SpO2, đo nhiệt độ, đo huyết áp, hoặc là chúng ta có thể là cảm nhận được thông qua những cái hiện tượng như là ho có đờm hay là ho khan, rồi là thở khó khè hay là thở dít ở trẻ. Thì đấy là những cái hiện tượng mà chúng ta có thể cảm nhận một cách cảm quan ở bên ngoài. Và trong trường hợp mà nếu như chúng ta thấy là trẻ có những triệu chứng mà nó kéo dài thì giải pháp hữu hiệu nhất ở đây là chúng ta cần liên hệ ngay với bác sĩ nhi khoa gần nhất để chúng ta có được sự tư vấn. Và chúng ta cũng, các quý phụ huynh cũng như các bậc cha mẹ cũng không nên tự ý chúng ta đi mua các loại thuốc như là tôi thấy là gần đây các cái trong các hội nhóm trên mạng hay chia sẻ, cũng như là thuốc corticoid hay là những cái thuốc mà điều trị ho hoặc là các thuốc kháng sinh cho trẻ uống ngay. Mà tất cả những loại thuốc đó chúng ta lưu ý rằng là cần phải có sự chỉ định của bác sĩ, bởi vì ngoài cái việc mà đối tượng trẻ em đều có liều dùng khác nhau thì cái việc mà cân nặng của trẻ nó cũng có sự điều chỉnh về liều dùng và hàm lượng của thuốc. Và hy vọng rằng là thông qua cái video này thì quý vị và các bạn cũng sẽ có được những cái thêm những cái thông tin về một trong những cái triệu chứng rất là điển hình của hội chứng hậu COVID-19. Và hy vọng rằng là quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ luôn luôn ghi nhớ tuân thủ những cái biện pháp 5K để chúng ta giảm thiểu tối đa cái việc mà lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 trong cái bối cảnh hiện nay. Và xin chúc quý vị và các bạn chúng ta luôn luôn có được sức khỏe để chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch này. Và nếu như quý vị và các bạn có những cái sự quan tâm về thông tin về các cái vấn đề như là hậu COVID-19, các vấn đề về vaccine cho trẻ nhỏ hoặc là những cái vấn đề về điều trị F0 tại nhà thì chúng ta có thể theo dõi các cái video chia sẻ trên cái kênh YouTube của Trung tâm Xét nghiệm ADN Novagen. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các cái video tiếp theo.